Thế giới 24 giờ qua. Dân đảo Đài Loan cười lăn cười bò với kế hoạch Trung Quốc xây đường từ Bắc Kinh đến Đài Bắc. Chính phủ Trung Quốc hồi tháng trước công bố kế hoạch đến năm 2035 hoàn thành xây dựng cao tốc kết nối đại lục với đảo Đài Loan. Dự định vấp phải sự chế giễu từ người dân trên đảo. Dự án xây đường từ Trung Quốc đại lục đến Đài Bắc. Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 24 tháng 2 ban hành văn kiện cương yếu về quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia toàn diện, gồm có các mục tiêu xây dựng liên kết giao thông từ năm 2021 đến năm 2035 với hơn 700.000 km đường xá. Bản kế hoạch bao gồm giai đoạn cuối của dự án kết nối thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với thành phố Đài Bắc trên đảo Đài Loan bằng một đường hầm chạy qua eo biển Đài Loan. Tuyến đường chính của dự án đã được xây dựng đến huyện Pintan của tỉnh Phúc Kiến. Theo đó, mạng lưới giao thông mới sẽ có 6 trục đường, 7 hành lang giao thông và 8 quốc lộ. Trong đó, trục đường chính chạy từ thủ đô Bắc Kinh đến Thiên Tân, Hà Bắc, An Huy, Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao và cuối cùng là đến Đài Bắc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc cho biết, một tuyến đường sắt cao tốc kết nối Bắc Kinh với Đài Bắc cũng đã được đề xuất trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc, năm 2016 đến năm 2021. Các nhà phân tích nói rằng, kế hoạch này có lợi cho nền kinh tế Đài Loan, nhưng để thực hiện thì cần môi trường chính trị hòa bình và ổn định. Được hiểu là việc xúc tiến các dự án gặp thách thức bởi chính quyền Đài Loan do Đảng Dân Tiến DPP dẫn dắt có quan điểm đối đầu với đại lục. Các khách mời trên chương trình Guan Cha của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc nói rằng dự án xây dựng cao tốc đến Đài Bắc là khả thi dựa trên quy hoạch được đề ra trong thập kỷ qua và Bắc Kinh nghiêm túc với việc hoàn thành kế hoạch này. Phản ứng của công chúng Đài Loan. Thảo luận về nghị trình của Bắc Kinh nhanh chóng nóng lên trên các nền tảng mạng xã hội. Hoàn Cầu cho hay, một lượng đông đảo người dùng mạng từ cả đại lục và Đài Loan suy đoán rằng thông tin từ Quốc vụ viện Trung Quốc ngụ ý rằng việc thống nhất sẽ sớm diễn ra. Nhiều khả năng là trong khung thời gian trước năm 2035. Trong khi nhiều người trên đảo Đài Loan bày tỏ quan ngại, Hoàn Cầu nói rằng một số khác hoan nghênh và tin rằng dự án của Bắc Kinh sẽ dẫn dắt người dân Đài Loan thoát nghèo. Những người ủng hộ dự án cũng chỉ trích DPP là tạo ra cơ cực, sợ hãi, hận thù và các cuộc chiến giữa các thế hệ bằng cách cắt giảm lương hưu. Trong khi đó, trang Taiwan News đưa tin cộng đồng mạng Đài Loan chế giễu kế hoạch của đại lục là nực cười. Nhà lập pháp Wang Jingzhu của DPP nói với báo Liberty Times Đài Loan rằng nghị trình nói trên chỉ là chiêu trò của cơ quan mặt trận thống nhất đại lục và cho rằng công chúng trên đảo nên xem xét kế hoạch này như một tiểu thuyết khoa học giả tưởng. Ông Hoa nói, mạng lưới đường xá tưởng tượng đã được đề xuất nhiều lần trước đây và thúc giục Bắc Kinh ngưng làm ếch ngồi đáy giếng. Ban lãnh đạo Trung Quốc tin rằng, bằng việc xây dựng giao thông kết nối với Đài Bắc, chính phủ ở Bắc Kinh có thể khẳng định Đài Loan nằm trong quyền tài phán của Trung Quốc, nghị sĩ DPP cho hay. Giới chuyên gia và chính khách Đài Loan nhận định dự án xây đường là bất khả thi do chia rẽ sâu sắc giữa hai bờ. Đồng thời, kế hoạch cũng không thực tế do khó khăn về kỹ thuật, môi trường và tài chính. Ông Wang Jingzhu nói, đảo Đài Loan vốn đã có hệ thống đường xá tốt và thuận tiện cho việc kết nối. Quốc vụ viện Trung Quốc nên tỏ ra tham vọng hơn và công bố kế hoạch xây dựng từ Trung Quốc lên mặt trăng. Ông này chế giễu. Nhiều người dùng mạng Đài Loan cũng nói ban lãnh đạo Bắc Kinh đang nằm mơ giữa ban ngày với kế hoạch kết nối với Đài Loan. Tôi khuyến nghị Trung Quốc xây đường xuyên Thái Bình Dương nối Bắc Kinh với Washington ở Mỹ, một cư dân mạng Đài Loan viết. Điều này cho thấy dự án vành đai con đường là giấc mơ của Trung Quốc về xây dựng mạng lưới giao thông đến châu Á, châu Âu và châu Phi để thống nhất tất cả các lục địa này dưới sự cai trị của Trung Quốc. Báo Taipei Times trích dẫn một người dùng mạng khác. Dự định được Bắc Kinh ấp ủ hàng thập kỷ. Truyền thông Trung Quốc, kể từ khi cương yếu về quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia toàn diện được phát hành lần đầu vào năm 2008, các nhà hoạch định Trung Quốc đã đưa nhiều đô thị của Đài Loan vào kế hoạch phát triển giao thông rộng khắp cả nước. Chuyên gia về Đài Loan Wang Jianmin từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc CASS
nói với Hoàng Cầu rằng việc xây dựng đường xá từ Đại Lục tới Đài Loan phải được thực hiện trên nền tảng quan hệ ổn định và thiện chí giữa hai bờ eo biển. Song DPP hoàn toàn cự tuyệt điều đó. Các nhà phân tích Trung Quốc tin rằng việc kết nối Đài Loan với Đại Lục bằng mạng lưới đường sắt cao tốc tốc độ cao cũng trao cho hoàng đảo nhiều cơ hội phát triển và việc chống lại kế hoạch có thể làm tổn hại lợi ích của người dân Đài Loan. Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ là quả bom khiến Bitcoin và thị trường tiền số rung chuyển. Các nhà đầu tư có thể hoảng loạn và ồ ạt bán tháo nếu như Trung Quốc chính thức đưa vào sử dụng rộng rãi đồng tiền số và cùng lúc đó siết chặt các quy định quản lý tiền số. Bitcoin nói riêng và thị trường tiền số nói chung đang đứng trước một mối nguy lớn. Kế hoạch phát hành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc. Đó là bởi vì khi đồng nhân dân tệ kỹ thuật số chính thức được đưa vào sử dụng rộng rãi, thị trường tiền số có thể rung chuyển nếu như cùng lúc đó giới chức Trung Quốc siết chặt các quy định quản lý tiền số. Theo Philip Gillespie, CEO của P2C2 The Bank, một công ty tạo lập thị trường chuyên làm việc với các nhà đầu tư định chế. Một khi đồng nhân dân tệ kỹ thuật số được giới thiệu, đó sẽ là một trong những rủi ro lớn nhất. Gillespie, người trước đây từng làm việc tại bộ phận thị trường tiền tệ của ngân hàng Goldman Sachs, nhận định. Các nhà đầu tư có thể hoảng loạn và ồ ạt bán tháo nếu như các quy định mới làm cạn kiệt thanh khoản, vốn ở mức thấp trên các nền tảng giao dịch tiền số. Sức mạnh của các ngân hàng trung ương là một trong những rủi ro tài chính đe dọa thị trường tiền số hiện nay. Hiện người dân Trung Quốc đã bị cấm chuyển đổi nhân dân tệ sang tiền số, nhưng các giao dịch như vậy vẫn ngầm diễn ra nhờ sử dụng Tether. Đồng tiền số được tuyên bố là có giá trị ổn định và được neo vào đồng đô la. Tiền được đổ vào đồng Tether và sau đó chảy sang Bitcoin và các đồng tiền số khác. Theo Gillespie, có khả năng đồng Tether sẽ bị cấm hoàn toàn. Trong dự luật của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc về đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, có một điều khoản cấm các cá nhân và tổ chức phát hành và mua bán token. Và cách đây vài ngày, Nội Mông công bố kế hoạch cấm các dự án khai thác tiền số mới và đóng cửa các cơ sở đang hoạt động nhằm cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng. Nhận định về điều này, đại diện của Tether cho rằng tiền số do các ngân hàng trung ương phát hành sẽ không đặt dấu chấm hết cho các stablecoin như Tether. Thành công của Tether chính là ví dụ cho thấy một đồng tiền số do ngân hàng trung ương phát hành CBDC sẽ hoạt động như thế nào. Paolo Adorno, giám đốc công nghệ của Tether và sàn Bitfinex nói: trong năm ngoái, một lượng Tether trị giá hơn 18 tỷ đô la đã được chuyển đi nước ngoài từ các địa chỉ ở Đông Nam Á. Trong đó, một lượng lớn bắt nguồn từ Trung Quốc. Tháng trước, các công ty đứng sau Tether đã bị cấm kinh doanh ở New York vì những cáo buộc gian lận. Tuy nhiên, Gillespie chỉ ra rằng Tether giống như nguồn xăng khổng lồ đằng sau các giao dịch mua Bitcoin, nhưng rất có ít người nhận ra được nguy cơ thị trường bị gián đoạn. Một lượng lớn thanh khoản đến từ các sàn tiền số đang khai thác nhu cầu của Trung Quốc. Ông nói, năm 2020, Bitcoin đã tăng giá 5 lần và lập đỉnh hơn 58.000 đô la trong tháng trước, trước khi giảm xuống dưới 50.000 đô la. Cú tăng giá gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng một loại tài sản mới đang nổi lên, trong khi không có ít người coi đây đơn thuần là một canh bạc của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và những cá mập đầu cơ phố Wall. Một báo cáo mới đây của JP Morgan Chase nhận định sẽ có một cú sốc thanh khoản cực lớn trên thị trường nếu như xuất hiện những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng sử dụng, cũng như mức độ ưa chuộng sử dụng đồng Tether của nhà đầu tư.